Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Sức khỏe hạnh phúc của chúng tôi. Quý vị thân mến, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đang diễn biến rất là phức tạp, và trong khi bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thì cái việc phòng bệnh lúc này cũng là hết sức quan trọng. Và trong cái video của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 5 cái cách để phòng virus corona khi mà đi du lịch. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 cái cách này. Thứ nhất, cách thứ nhất là tránh xa người có nguy cơ bị nhiễm virus corona. Và chúng ta biết rằng là cách tốt nhất để phòng tránh virus cúm corona là bạn nên hạn chế đi đến những cái nơi công cộng đông người như là siêu thị, bệnh viện, trường học, chợ búa và đặc biệt là trong thang máy hay rạp phim. Còn nếu đi đến những cái nơi như thế thì theo lời của các bác sĩ khuyến cáo thì hãy giữ cái khoảng cách xã giao với tất cả mọi người trong vòng bán kính 1 mét. Nếu thấy người có biểu hiện ho, khạc đờm, hắt xì thì hãy giữ cái khoảng cách tối thiểu là 2 mét. Bởi vì bản chất của virus corona lây lan giống như bệnh cúm là qua nước bọt, nên là cần tránh xa là vì cái vấn đề như thế. Cái cách thứ hai đấy là rửa tay. Đây là cái biện pháp phòng virus corona hiệu quả nhất. Thì hiện nay thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chưa công nhận virus cúm corona là bệnh dịch toàn cầu, và tổ chức này chỉ mới khuyến cáo mọi người là rửa tay sạch sẽ và thường xuyên để ngăn ngừa cái sự lây lan của cái virus này. Tay là cái đường truyền dịch cúm phổ biến nhất. Điều này đã được tuyên bố và khuyến cáo mọi người sử dụng dung dịch khử trùng có nồng độ cồn cao để có được cái kết quả bảo vệ tốt nhất. Và cái việc rửa tay phải đúng phương pháp, bởi cái sự chà sát vật lý cũng giúp loại bỏ được cái vi trùng. Và mỗi lần rửa tay bằng xà phòng thì phải ít nhất là 20 giây. Nếu không có sẵn xà phòng thì nên khử trùng bằng chất cồn có nồng độ cồn cao. Và rửa tay thì có 6 cái bước để rửa tay một cách hiệu quả. Thì bây giờ chúng tôi cũng chia sẻ với quý anh chị và các bạn. Chúng ta chú ý là phải rửa đúng theo 6 cái bước như thế này. Thế là thứ nhất là xả nước vào hai bàn tay và sau đó là cho xà phòng hoặc chất cồn vào lòng bàn tay và xoa hai lòng bàn tay với nhau. Thứ hai là sắp hai lòng bàn tay lại với nhau, sau đó là ma sát nhẹ, lần lượt thay phiên xoay lòng bàn tay để lòng bàn tay này và mu bàn tay kia ma sát lẫn nhau. Thứ ba là cho các cái ngón tay của bàn tay này xen vào kẽ của bàn tay kia và ngược lại, ma sát kỹ các cái kẽ ngón tay. Thứ tư là móc hai bàn tay lẫn nhau và ma sát kỹ khe ngón tay bằng cách là xoay cổ tay nửa vòng. Thứ năm là chỉ đầu ngón tay cái vào lòng bàn tay kia, sau đó chà kỹ bằng cách là chuyển động tròn đầu ngón tay, làm ngược lại tương tự với cái ngón tay cái còn lại. Và cái bước thứ sáu là bước cuối cùng trong việc mà rửa tay đúng cách bằng xà phòng là trụ 4 ngón tay còn lại của bàn tay này với mu bàn tay kia và làm ngược lại. Đấy là 6 cái bước để rửa tay bằng xà phòng. Bây giờ chúng ta tiếp theo sang cái bước thứ ba để phòng dịch cúm khi mà đi du lịch, là chúng ta phải sử dụng cái khẩu trang. Và các cái chuyên gia bác sĩ cũng đã khuyến cáo rằng là nên sử dụng khẩu trang N95 để ngăn ngừa corona. Tuy nhiên thì Bộ Y tế cho rằng chỉ cần mang khẩu trang y tế loại 3 lớp trở lên cũng đã có tác dụng ngăn ngừa virus corona rồi. Nhất là trong cái bối cảnh nguồn cung cấp khẩu trang N95 đang khan hiếm hiện nay. Đối với cái khí hậu nóng ẩm của nước ta thì cũng ngăn được sự khuếch tán nếu có của virus corona, bởi vì virus này suy yếu ở môi trường nhiệt độ 20 độ C trở lên, nhất là trên 25 độ C và có cái độ ẩm cao, cho nên là mọi người nên giữ nhà cửa thông thoáng, nhiệt độ tại phòng trên 25 độ và đeo khẩu trang y tế khi ra đường và khi đi du lịch. Thứ tư là tự chuẩn bị chăn gối riêng khi ở khách sạn. Ở những cái khách sạn đạt 2 sao trở lên do du lịch chứng nhận như là một số các cái khách sạn lớn thì cái việc thay vỏ chăn, vỏ gối là điều mà bắt buộc phải có. Tuy nhiên thì để đảm bảo an toàn ở những cái bề mặt mình tiếp xúc thì bạn cũng có thể tự chuẩn bị chăn gối riêng khi mà đi du lịch.
Mặc dù là những bề mặt tiếp xúc trên là nơi cái phương tiện lan truyền bệnh cúm corona, nhưng phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Hãy chủ động trang bị những cái biện pháp phòng tránh bệnh dịch cúm trên. Thứ năm là găng tay, đây là cái vật dụng hỗ trợ cần thiết. Và khi bạn đi du lịch trên các cái phương tiện công cộng như là xe buýt thì bạn đôi khi cần phải nắm những cái vật chung nhiều người khác chạm vào như tay nắm giữ thăng bằng, cho nên đeo găng là cái việc làm mà cần thiết khi ra đường. Nếu bạn chào, bắt tay xã giao và phải cởi găng tay ra thì nên chuẩn bị cồn rửa tay bên mình để bảo vệ vệ sinh tay ngay sau đó. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây là năm cái biện pháp phòng ngừa virus corona hữu hiệu. Cho nên là vào cái mùa dịch thì các bạn cứ an tâm trang bị hành trang và lên đường đi du lịch. Đừng vì những cái tin tức chưa được chứng thực mà làm lỡ mất cái kế hoạch du lịch từ trước của mình. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích để áp dụng cho mình trong cái việc mà đi du lịch trong cái thời buổi hiện nay. Và xin được thay mặt ban biên tập của chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên biết đến kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy bấm vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để luôn nhận được những cái video mới nhất và hay nhất từ chương trình. Và cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn luôn có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của tôi.